Gửi bé yêu, một dự án kết nối mẹ và bé của Mayquy Kids. Phần lời và giọng đọc của cô Quỳnh Hương. Phần âm nhạc của anh Tim Nguyễn. Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ. Chào con có đang nghe mẹ hát ru con mỗi khi ôm con vào lòng và cho con bú hay dỗ con ngủ hay không? Có một bài hát mà mẹ yêu thích lắm. Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ, như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa, hương bông hoa thơm nghiêng về ngọn gió. Cứ mỗi lần môi con chúm chím mắt vào bầu sữa ngọt lành là trong đầu mẹ lại cứ hiện lên những hình ảnh ấy. Thật là đẹp lành làm sao. Trái tim mẹ nở hoa trong tình yêu thương con vô bờ bến. Và mẹ nghĩ, tạo hóa thật là kỳ diệu, để ban tặng cho những loài hữu duyên trên thế giới này một bầu sữa để nuôi con. Còn hơn cả một nguồn dinh dưỡng quý giá, bầu sữa mẹ là chất keo kết dính nhất, bền chặt nhất cái mối dây đậm sâu của tình mẫu tử. Ngắm con say mê bú chuồn chuột cho đến khi mắt nhắm tít cả lại và lơ mơ ngủ, mẹ ngồi nhớ lại cái ngày đầu tiên con được giới thiệu bầu vú mẹ. Miệng con thì bé, bầu sữa thì to, thế là cục cưng của mẹ mới có một ngày đầu tiên xuất hiện trên cõi đời này đã bày tỏ kháng cự cơ, còn khóc rõ to và không chịu há miệng tợp sữa nữa. Bà ngoại thì đã hơ cho sữa chảy căng tất cả ngực mẹ. Suốt cả đêm mẹ đau không chịu được, nước mắt chảy dài, cảm thấy mình làm mẹ thật là thất bại. Cũng may sau đó hai ta kiên nhẫn với nhau, con nhỉ. Con rốt cục đói quá nên cũng thử. Và mẹ rốt cục cũng đã biết cái cảm giác một sinh vật nhỏ thiêng liêng đã rút một dòng chất lỏng ngọt ngào ra khỏi bầu ngực của mình, biết đến cái cảm giác hạnh phúc đến trào nước mắt, cảm nhận rõ ràng rằng từ bầu sữa này, em bé cưng của mình sẽ dần lớn, sẽ thật thông minh và khỏe mạnh. Mẹ đang cố gắng nuôi dưỡng con thật đều và thật chăm bằng bầu sữa của mình. Bác sĩ nói việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ mang lại thật là nhiều lợi ích cho cả con và mẹ. Và mẹ cũng đang cảm nhận được điều đó rất rõ. Chúng ta cùng cố gắng nhen con. Mẹ yêu con. Mẹ.